mà lấy giáo viên, tiền thì không có nhưng mà sướng điên cả ngày á. Tiền thì không có nhưng mà sướng điên cả ngày á. Sướng điên cả ngày đấy. Lúc đầu là một người bạn của anh ấy tán em á. Thế nhưng mà tán không nổi. Thì về với có nói với anh ấy là tao tâm là con bé này xinh lắm, cá tính lắm nhưng mà tao không tán được. Thế anh ấy bảo là đâu mày chỉ tao coi con nào. Thế đến khi mà anh bạn ấy chỉ em, anh ấy bảo là cái gì? Con này mà xinh á? Lúc rồi tao đừng lũ cái này mà xinh á. Đấy. Thì anh ấy chỉ trả lời một câu ngắn gọn lại thôi. Anh không phải con người lãng mạn, em đừng trông chờ anh. Anh không phải con người lãng mạn, em đừng trông chờ anh. Thì em mới thấy rằng là anh không còn quan tâm đến mình như trước nữa. Thì em quyết định là đến ngày, đúng ngày 1 tháng 8 năm 2011 là ngày mà anh ấy nhận cái tờ quyết định có dấu đỏ là anh ấy chính thức vào cơ quan hiện tại. Thì em nói lời chia tay. Xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Ngọc Linh. Hiện tại thì em đang là giáo viên bộ môn toán của trường Đoàn Thị Điểm. Em đến từ Hà Nội. Em năm nay 33 tuổi rồi ạ. Chào anh chị, em tên là Luận. Công việc của em là làm trong lực lượng vũ trang. Và em cũng đến từ Hà Nội. Em năm nay là 35 tuổi. Đúng luôn á, đúng gọi là đúng chuẩn luôn á. Ngày xưa là các chú bộ đội là lúc nào trong đầu cũng nghĩ là sẽ lấy vợ giáo viên. Còn các cô giáo là lúc nào cũng nghĩ là chồng mình sẽ là bộ đội. Hồ gì đó hả chị? Chúng thơ ca luôn á, thiệt má. Bộ đội mà lấy giáo viên, tiền thì không có nhưng mà sướng điên cả ngày á. Tiền thì không có nhưng mà sướng điên cả ngày á. Sướng điên cả ngày đúng không? Anh rất là muốn nghe cái câu chuyện sướng điên sau này nó như thế nào. Trước tiên là anh muốn biết rằng là cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau, ấn tượng gì về nhau. Hai vợ chồng em quen nhau từ khi học cấp 3. Lúc đấy là em mới vào lớp 10, còn anh ấy là ở lớp 12. Lúc đầu là một người bạn của anh ấy tán em á. Thế nhưng mà tán không nổi. Thì về với con nói với anh ấy là tao tâm là con bé này xinh lắm, cá tính lắm nhưng mà tao không tán được. Thế anh ấy bảo là đâu mày chỉ tao coi con nào. Thế đến khi mà anh bạn ấy chỉ em, anh ấy bảo là cái gì? Con này mà xinh á? Lúc rồi tao đùng lũ mũi cái này mà xinh á? Đấy. Ủa nhưng mà sao em lại biết câu chuyện đó? Sau này lấy nhau về rồi mới thú nhận anh ạ. Bạn bè thách thức nhau ấy ạ. Tức là cá độ nhau á. Em nói coi là thực sự giống như vợ em nói không hay là vua gió họa cho em? Em với bạn em là chơi thân với nhau thế là nó kể chuyện đi mình à. Để đấy để mày chỉ cho tao không rồi để tao xem chả thu mày như nào. Tán chả thu của mày. Lớp 12 hay vậy lắm em. Mấy chú gà chống choai đó. Sĩ diện và tự ái đó. Cô cứng đến bao lâu gớm tôi cưa cho cô xem. Chuyên là viết thư tay ạ. Cứ giờ ra chơi để đem sang lớp em. Em là cùng với hội bạn cứ mang bút đỏ ra bắt đầu ngồi sửa lỗi chính tả trong thư rồi trả về. Có sai chính tả nhiều không? Nhiều lắm chị. Ôi rồi ôi thư cho em mà lại sai chính tả. Thế là văn mình kém nhưng mà mình cố tình viết sai để cho họ sửa đấy chị ạ. Chị cũng nghĩ là như vậy chứ cậu này lúc lớp 12 rồi. Mà bao lâu thì mới chinh phục được cô gái này? Đến lúc mà gần hết lớp 12 đó. Thì lúc bấy giờ là hoang mang với bạn bè nhưng lúc đấy là chắc là cũng chưa thích em hẳn đâu. Vì cái sự hoang mang đấy thì em mới biết được. Đó thì lúc bấy giờ là em tán lại. Bởi vì em muốn tán lại ông này cho bỏ ghét. Chứ thật ra là em cũng chưa có thích ảnh đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Đến ngày 14 tháng 2 năm đấy chắc là vợ em cũng đợi em là quà nhưng mà em không tặng. Mình đã có tình cảm rồi nhưng mà mình không tặng. Mình cứ phải nhở cô ca, mình nhở mùi. Mình nhở mùi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó em tức không? Có chứ ạ. Đến 14 tháng 2 mà không đổ mình mà không thể tặng quà là cũng cay cú đấy chị. Cú chứ. Bạn em có quà mà em không quà em cú lắm. Cay cú. Đó. Rồi sao á? Tức là em hỏi chứ rốt cuộc có yêu hay không yêu. Yêu nói một lời thôi. Thế là cậu dạ có yêu. Thế là đứa yêu chị. Không đấy là ngày 19 tháng 2. Là mười mấy năm rồi. Dạ, đúng không? Yêu nhau bao nhiêu năm thì mới cưới? Và em yêu đến năm 2013, gần 9 năm. Có lẽ là mấy năm đầu chắc vật vả lắm. Chắc cũng chia tay mấy lần đúng không? Mà trẻ con mà. Trẻ quá mà. Nghĩa là những lần giận hờn nhau thì thường là cũng ngắn thôi. Nhưng mà có hai lần chia tay lâu nhất. Đấy là cái lần mà cuối năm lớp 12 khi mà anh ấy thi đại học. Thì em có nói là nếu như anh đỗ đại học thì có thể là tình cảm của chúng mình sẽ tiếp tục. Còn nếu như mà anh không đỗ đại học thì chắc chắn em không yêu. Cái tư tưởng của em là cứ phải đỗ đại học và có học thức rồi là có công ăn việc làm sau này ổn định thì em mới yêu. Anh ấy thi đại học thì nguyện vọng một không đỗ. Thì anh ấy có gọi điện bảo anh trượt rồi. Thế em bảo thì anh tự biết câu trả lời thôi. Thế nhá. Buồn lắm ấy. Rồi sao nào? Thế nhưng mà anh ấy cũng đỗ nguyện vọng 2, anh ấy có đỗ vào trường điện lực. Đấy thì cũng có báo với cả vợ em đấy. Lúc đó cái cô ấy nói như thế nào? Em kêu mà em có dám mà. Em không quay lại nhanh như thế đâu ạ. Mà trong suốt một năm, có nghĩa em không nói gì, nhưng mà trong suốt một năm mà anh ấy học ở dưới Hà Nội thì anh ấy rất là quan tâm đến em. Cứ anh ấy bảo là một tuần thì em ra quán net á, lên Yahoo đọc tin nhắn của anh một lần. Thì anh ấy luôn luôn động viên em là cố gắng học tập này, rồi là chia sẻ rồi động viên ạ. Thế xong rồi lâu lâu lại viết một bức thư tay gửi về. Đấy, hiện tại bây giờ em còn đang giữ cả cái hộp thư của anh ấy gửi luôn. Hay quá, phải chi mà hôm nay mang theo thì rất là giá trị cho chương trình. Đúng rồi ạ. Rồi cái lần chia tay thứ hai là thế nào? Lần chia tay thứ hai thì lúc bấy giờ là yêu nhau cũng được rất là lâu rồi. Vào năm 2011. Lúc đó các em mấy tuổi?
2011 là lúc đấy cũng hai mươi mấy tuổi rồi đấy ạ, 22 tuổi, 23 rồi ạ. Vì yêu lâu rồi, anh ấy dần dần quen thuộc với cái sự có mặt của em trong cuộc sống của anh ấy rồi. À, lúc bấy giờ là bắt đầu anh ấy đang thử việc ở trong cái cơ quan hiện tại. Là em có viết một cái bức thư cho anh ấy, email cho anh ấy, để chia sẻ hết những suy nghĩ, những cái tâm tư của mình. Thì anh ấy chỉ trả lời một câu ngắn gọn lại thôi: anh không phải con người lãng mạn, em đừng trông chờ ở anh. Anh không phải con người lãng mạn, em đừng trông chờ ở anh. Thế xong thì em không nói gì. Em cũng thử một vài cái phép thử. Anh ơi, em nứt tay, em rửa bát em bị nứt tay, em đau quá, thì xem anh ấy phản ứng như thế nào. Thì anh ấy à, ờ thế à? À, xong rồi anh lại đi kể chuyện về bạn bè của anh ấy, anh kể về những cái câu chuyện của anh ấy. Thì em mới thấy rằng là à, anh ấy không còn quan tâm đến mình như trước nữa. Thì em quyết định là đến ngày, đúng ngày mùng 1 tháng 8 năm 2011 là ngày mà anh ấy nhận cái tờ quyết định có dấu đỏ là anh ấy chính thức vào cơ quan hiện tại. Thì em nói lời chia tay. Đúng rồi, nè, vừa nhận một tin vui, sau đó lại nhận một cái tin sét đánh đó, một cái lời đề nghị mà mình không hề muốn. Em quá sốc ạ, vì lúc ấy là cái lúc mà vất vả thì vui vẻ, thì em lại không nói chia tay. Cái lúc mà bây giờ không anh thành danh thoại rồi, bây giờ anh vào trong đơn vị rồi mà tự nhiên em nói là thế, lúc ấy em buồn, sốc buồn kinh khủng luôn, xây sắm luôn đó chứ đâu. Không nghĩ là vợ lại nói chia tay như thế, sốc và muốn tìm hiểu lý do. Chia tay trong bao lâu? 4 tháng. Khi mà chia tay em nói như vậy xong thì anh ấy cầm theo 19 bông hoa hồng đi từ cái chỗ anh ấy, đơn vị của anh ấy, cách chỗ Hà Nội của em là 35 cây. Anh đi xe máy xuống luôn buổi tối ngày hôm đấy, xuống để xin lỗi em. Nhưng lúc đấy thì em dứt khoát luôn. Và em, có nghĩa là buổi sáng em nói chia tay thì buổi chiều là em nhận lời yêu của cái anh bạn thân của em ấy, yêu thầm em từ trước rồi, nhận lời với cái mục đích là để cho anh ấy thấy được là em đã dứt khoát như thế nào. Thế là em giơ luôn điện thoại cho anh ấy xem là đây em đã nhận lời người khác rồi. Lúc mà anh ấy xuống ấy, thế là anh ấy khóc rồi anh ấy nhất là rất là suy sụp. Mà anh ấy suy sụp trong suốt một cái thời gian, phải suốt một tháng là chỉ có đi nhậu nhè rồi uống rượu rồi say, lướt khướt rồi cứ say rồi lại tìm đến em. Thì em mới bảo là anh làm thế nào để cho em cảm thấy là em chia tay anh là em cảm thấy phải hối hận vì đã bỏ người như anh. Chứ anh làm thế này thì em thấy em quyết định mà em chia tay anh là quá đúng đắn. Thế là vì câu nói đấy thì anh ấy thay đổi. Ủa nhưng mà Luận cũng có tìm hiểu một người khác đúng không? Đúng rồi ạ. Trong cái khoảng thời gian đấy thì có một em nữa thì cũng là sinh viên thôi, nhưng mà mình tìm hiểu nhưng mình không thấy hợp. Mình nói chuyện rồi các thứ mà cái đầu óc mình nó không... Toàn nghĩ về bạn này thôi. Rồi sau đó thì hai bạn làm như thế, làm cách nào để mà quen lại với nhau? Bởi vì chúng em yêu nhau lâu nên có bạn chung, và cái bạn ở cùng phòng em ấy thì lại cũng chơi thân, cũng chơi cùng anh ạ. Cuối tuần nào cũng xuống phòng em chơi, em bảo ơ sao anh cứ xuống đây chơi, mà anh xuống đây chơi với Thủy chứ anh đâu có chơi với em. Thế nhưng mà cuối tuần nào cũng xuống, xong rồi giơ điện thoại ra để hình nền cái cô bé kia, khoe người yêu anh này đó để chơi tức em nữa đấy ạ. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì lại tặng em một cái cuốn sách, bây giờ em vẫn giữ, có tựa đề là anh sẽ cưa em một lần nữa. Đấy ạ, trong suốt bấy nhiêu năm yêu nhau đấy là lần đầu tiên đưa em đi xem phim. Hay đói. Chú thật. Rủ em đi xem phim nhưng em không đi, thì lại rủ cả bạn cùng phòng em đi, là rủ vì hội bạn bè chơi chung. Rất nhiều những cái lý do để lại gặp mặt nhau. Nghĩa là anh ngỏ lời rất là nhiều lần rồi, mà đến tháng 12 thì em cũng có quyết định là em sẽ cho anh một cơ hội. Ngươi là 4 tháng sau đúng không? Vâng. Tình đẹp lắm rồi, đó. Bây giờ đến vấn đề hôn nhân thôi. Đó, bây giờ phải hỏi nè, bây giờ là các em là có được mấy bé rồi? Hiện tại em có hai bé trai, và mấy tuổi? Hai bé trai. Một bạn thì 8 tuổi và một bạn thì 5 tuổi ạ. Ồ. Rồi như vậy là các bạn đã có một cái quá trình yêu nhau quá lâu. Không có tật xấu gì đâu. Chắc lại về ở chung với nhau, vợ chồng với nhau, không có tật xấu gì lòi ra đúng không? Có chứ ạ. Anh kể trước. Lớn đi lớn. Anh kể trước. Vợ em thì tật xấu thì không nhiều lắm, vì vợ em là nghề giáo viên này, biết là về nói ở trên trường nhiều rồi nên là về nhà cũng theo cái bệnh nghề nghiệp, ba con là cũng bị dính lây, cũng dạy rõ hơn nhiều đúng không? Chưa bao giờ em dám mắng chồng em một tiếng. Em chỉ hết 45 phút em cho ra chơi á. Em chỉ hết 45 phút em cho ra chơi á. Mà giải toán nữa thành ra là cũng rất là kỹ. Vâng, đúng không? Đúng rồi, rất là chính xác, chính xác từng ly từng tí đấy. Với cả vợ em là hay quên lắm ạ. Cô giáo dạy toán nhưng mà hay quên. Chỉ có mỗi nhớ mỗi là đầu tháng chồng nộp lương bao giờ thì đủ cái đó nhớ đấy, đấy nhớ luôn. Còn đâu là những cái việc khác chẳng hạn như nấu cơm, giặt quần áo rồi vệ sinh nhà cửa là hay quên. Để hai bạn cái đấy là thôi nhường lại quyền cho chồng. Kết luận nè, nói nhiều là hay quên này.
Thế có ghen không? À có, cái đấy là cái đấy là số 1 đấy ạ. Câu chuyện mới nhất đây là chả biết là cái số lạ nào ấy. Gọi vào máy em thì lúc ấy bận là em không nghe. Cầm máy chồng thì thấy có hiện chữ NT. Anh lưu số của con bé nào ở trong này mà có chữ NT hay là cứ lồng lộn lên rồi. Giải thích mãi không nghe. Cuối cùng là em phải gọi lại. Lúc đấy mới biết là đấy là bạn shipper. À shipper à, chứ sao lại lấy NT nhỉ? Shipper hay là phải đài gì đấy hay chứ? Hay là tổng đài gì đấy ạ. Em cũng ghen để cho biết đâu là giới hạn. Không, tức là cũng ghen để cho biết là tôi vẫn còn yêu chồng lắm. Đấy ạ. Còn gì nữa không nào? Mỗi lần mà vợ em vào trong nhà vệ sinh thì ngồi hàng tiếng đồng hồ luôn. Làm gì đó ta? Em ngồi chắc nước tranh thủ làm việc chứ. Em đó là đó. Em tích hợp nhiều việc một lúc. Làm việc chấm bài chấm biết. Mà đi vệ sinh đó là cái lúc mà cơ thể mình nó được thư thái. Tắt kiếm ra nhiều thứ hay rồi. Nên đầu óc mình rất là sáng tạo anh. Rồi bây giờ em muốn cô giáo dạy toán này thay đổi điều gì? Em mong muốn là vợ em bớt ghen tuông một chút. Yeah. Vẫn ghen nhưng mà bớt đi một chút. Ừ. Ghen chỉ là hương vị thôi đúng không? Yeah. Hương vị là gì? Hương vị. Rồi bây giờ nói tới em đó. Ông ấy có tật xấu gì? Là em biết tay em. Rồi em rút tay em. Có một cái tật xấu. Nhất là cái hay nhăn nhó. Em mà quên hoặc cái gì là anh ấy sẽ cầu nhỏ, anh sẽ nhăn lên này hoặc sẽ nhăn nhó, nó không có nếp nhăn nhỉ? Em định nói hay nhăn rồi hay em, ví dụ như là trong lúc mà dạy dỗ con cái ạ. Thế thì anh có những lúc là anh ấy sẽ chưa thiếu kiên trì ạ. Nhắc nhở là con đi đánh răng để đi ngủ chẳng hạn. Thì anh sẽ quát lên, đi đánh răng đi ngủ đi, ví dụ thế. Quân đội mà. Cái gì là một, hai là hai. Dạ. Rồi tiếp theo đi. Ham vui anh ạ. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi đấy ạ. Nhưng mà trước đây thì ham vui lắm ạ. Cả hai lần em bầu thì đều đã từng là bỏ mặc vợ bầu bí ở nhà đêm hôm rồi đi nhậu nhẹt với bạn bè thâu đêm. Không được. Tính tình rất là hay cả nể bạn bè. Vâng. Nhưng mà mỗi lần góp ý thì anh có lắng nghe không? Không lắng nghe ngay đâu ạ. Mà cũng rất là bảo thủ, khá là bảo thủ đấy ạ. Em nói nhẹ nhàng, phân tích nhẹ nhàng rồi anh không nghe thì lúc em hỏi có nghe không? Trừng mắt lên thì anh có nghe không? Thế bây giờ rồi. Em muốn thay đổi gì? Đó. Bây giờ chồng em thì 9 trên 10 điểm rồi. Em chỉ mong bây giờ anh ấy bớt nhăn đi. Cái tật ham vui thì bây giờ em điều trị được rồi. À, thôi, vậy là bớt nhăn thôi. Bớt nhăn đi thôi, điềm đạm để dạy con cái cho em. Sao em không ai làm gì em cũng nhăn là sao? Em nhăn nào? Lấy chán em luôn luôn trong trạng thái nhăn. À đúng rồi. Đó. Do cái cơ của em, cái cơ của em linh hoạt quá. Đó. Rồi trời ơi, thôi cặp này đáng yêu quá rồi. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng sẽ yêu nhau nhiều hơn nha. Ngày càng hạnh phúc hơn nha. Và công việc mọi thứ thuận lợi và như ý. À, xin cảm ơn em. Lúc mà vợ chồng em cưới nhau ấy cũng là vì chưa có điều kiện. Hôm nay trong chương trình em muốn một món quà. Cái này cũng là em chưa làm bao giờ, là em muốn cầu hôn vợ em. Bất ngờ chưa? Không phải là cầu hôn cưới mà cầu hôn là mong rằng vợ chồng mình sẽ sống với nhau trọn đời. Ô, nhìn xem là sao lắm nhìn dạ, đi qua. Ôi, có cả rá không? Quá cả rá hộ. Rá sao luôn. Ôi, quá đáng yêu, đeo luôn em. Ờ đeo luôn. Ngày xưa cưới nhau là em chưa được cầu hôn chị. Ừ. Cưới nhau là chỉ có nói là bạn bè anh cưới hết rồi mình cưới nhá. Thôi bây giờ có cái điều gì đáp lại với chồng không? Đáp thôi, phải đáp thôi. Thôi, đáp thôi. Thôi, muốn làm gì làm, không cũng được. Em. Anh không nhìn đâu. Cô giáo ý nhị thế đấy. Ừ. Cô giáo. Đấy. Cảm ơn hai em nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Và em cũng xin chúc chương trình Vợ Chồng Son sẽ ngày càng phát triển hơn. Ừ. Dạ, ngày càng có nhiều những cái cặp đôi được chia sẻ những câu chuyện tình yêu của mình lên đây. Hai người đẹp. Người đẹp nam và người đẹp nữ. Xin mời hai bạn hãy giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Phan Thị Ánh Nở, năm nay em 29 tuổi. Em tên Vũ Hoàng. Dạ, năm nay 31 tuổi. Và nghề nghiệp của em là kinh doanh tự do. Cơ duyên đến với chương trình Vợ Chồng Son này á, thì em cũng bị cũng do là vợ ép quá. Dừng tham gia kỳ này á, là về nhà là ép hàng xóm tham gia chương trình này luôn á. Có lẽ vậy. Bị ghen á. Rồi, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em á, quen nhau trên Yahoo chat. Lúc đó thì thời gian em cũng rảnh rỗi nhiều. Buổi tối á, em thường hay ra mạng chat chít. Xong rồi cũng có anh bạn này vào chat làm quen. Rồi tụi em cũng nói chuyện qua lại. Nói tầm khoảng 2 tháng sau thì ảnh hẹn gặp mặt em. Dạ thì cái cuộc hẹn gặp này á, thì cũng không có phải chủ định. Mà là cái mục đích á, là để em giới thiệu cô ấy cho một người bạn của em. Thì anh chàng đó thì ảnh cũng có gợi ý em. Mày có quen cô bé nào á, thì giới thiệu cho tao một vài em. Đó thì hôm đó thì đang chat Yahoo với lại cô ấy. Cho nên là em cũng hẹn gặp mặt và giới thiệu cô ấy cho người bạn của em. Mà xe sao mà cuối cùng chiếc xe này nó ủi vô xe này vậy? Khi mà gặp mặt á, thì nhìn giống như búp bê vậy. Rất là dễ thương. Thì khi đó thì em cũng có chợt có ý nghĩ là thôi chắc không share cho người bạn nữa, mà là tự mình giành lấy. Trời ơi, lúc gặp rồi tự nhiên cái mối tiểu nhân nổi lên đó. Mà
em thì lại có ấn tượng với anh kia, tại vì anh kia nhìn cũng bảnh bao đẹp trai hơn, còn anh này á lúc đó nhìn thấy lụi xùi lắm, em không có cảm tình gì hết. Nhưng mà đến lúc mà uống cà phê nói chuyện qua lại thì bắt đầu là thấy cũng có ấn tượng với anh này. Từ đó và em quyết định là sẽ theo đuổi. Theo đuổi là tán cô này đúng không? Dạ, em rủ cô ấy đi hát karaoke. Có hai đứa thôi. Dạ. Anh nói là thôi bây giờ mình đi hát karaoke đi, mà tính em thì em lại thích hát, hát không hay mà cũng thích đi hát. Xong rồi hai đứa cứ vào đó hát. Rồi vô phòng karaoke anh làm gì? Thì anh tác dụng hát hay là bắt đầu mê ngồi ngồi thưởng thức, rồi anh lại nắm tay anh hùng cái tự nhiên cái rồi đổ cái lòng luôn. Thì khi mà sao mà chinh phục được không? Dạ thì em cũng hát. Nghe hát lại không? 1, 2, 3 ngôi sao lung linh tỏa sáng đêm nay, hãy thắp sáng những ước mơ và tỏa sáng hai đứa tôi. Minh chứng hôm nay một tình yêu của hai người trong những câu chuyện thần tiên. Hay quá. Thôi. Dạ. Dạ thì khi mà em hát bài hát đó thì vừa hát vừa nắm tay, và khi bài hát kết thúc thì em đã hùng gói một cái. Trời ơi, anh lúc đó là em siêu lòng liền. Em đơ luôn đúng không? Ê, nhưng mà em đơ từ lúc mà anh cất giọng hát hay là đơ từ lúc anh nắm tay mình? Thì anh cất giọng hát hay là bắt đầu mê. Rồi sau đó là sao? Dạ thì tụi em nói chung là chính thức là quen nhau lúc đó. Rồi bao lâu thì hai bạn mới lấy nhau? Khi mà quen nhau được hơn 2 năm thì hai đứa quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng mà có một lần chia tay cũng một năm á chị, em bỏ bạn ở đây, em đi về quê luôn. Nhưng mà sau khoảng 7-8 tháng đùng cái ảnh nhắn tin liên lạc lại với em. Tự nhiên thì cái vấn đề này là cũng là do sự trùng hợp, không biết là cơ duyên hay sao đó, mà em gặp một người bạn cũ của hai đứa. Cái anh chàng bạn đó thì ảnh mới nói với em là cô ấy bị bệnh và sắp chết. Đó. Wow. Em nghe cái thông tin mà người yêu cũ của mình mà sắp chết thì thật sự mà nói là rất là sốc. Và em quyết định là sẽ liên lạc lại và để hỏi han, rồi để tạo cho cái được nhiều niềm vui. Em có biết được là anh nghĩ rằng em sắp chết không? Em không biết gì hết chị ơi. Tại vì nói chung cũng có bạn nó chơi thân với em mà cũng nó hỏi em, ủa sao bà về quê gì mà về quê lâu dữ không vô. Em mới nói tụi sắp chết rồi vô làm gì. Cái bạn em mới hỏi ủa sao lại sắp chết. Mà hồi lúc đó em hay coi phim Hàn Quốc, em bị nhiễm á chị. Trời ơi. Em nói em bị bệnh ung thư ngón trắng. Trời đất ơi. Trời ơi, gì đâu mà nhiễm mà kỳ cục vậy trời. Đôi khi cái tâm sao thất bổn nó cũng có ít ghê ha. Mà em không hề biết là anh biết em bệnh vậy. Nó ủa sao tự nhiên quan tâm chăm sóc mình kỳ lạ ghê. Xong rồi lúc đó em ở nhà cũng chưa có người yêu nên tự nhiên sao cái tình cảm này sinh lại. Em mới nói thôi bây giờ em vào lại Sài Gòn với anh. Em nói với ảnh như vậy. Sao thì vào... thì em nghĩ là chắc là cô ấy vào đây để thăm mình lần cuối. Lúc đó là trong đầu của em chỉ nghĩ là cô ấy là bệnh sắp chết. Rồi. Thì em không biết là ảnh nghĩ em bị bệnh gì hết, mà em cũng thương nữa, thôi em đề nghị ảnh thôi mình quay lại đi. Nhưng mà lúc đó em có người yêu mới chưa? Dạ lúc đó thì em cũng mới quen một cô bạn mới. Ồ vậy đó. Dạ. Nhưng mà đề nghị thì em rối không? Lúc đó thật sự em rất là choáng, nhưng mà em lại suy nghĩ một vấn đề là nếu như mà mình từ chối thì cái trường hợp xấu gì nó sẽ xảy ra. Đó chắc là đúng em đó. Em sợ là cô ấy nghĩ quẩn rồi chết sớm rồi. Cho nên là em cũng quyết định là quay lại. Rồi bao lâu thì mới phát hiện là cô này không bị bệnh? Dạ khi mà quay lại được một thời gian thì lúc đó cô ấy mới nói là cô ấy đâu có bệnh hoạn gì đâu. Trời ơi. Giống như mình đang bị lừa vậy anh ạ. Y như trong phim. Rồi sau hôn nhân thì sao em? Đến với nhau rồi á thì em mới phát hiện ra là cô ấy coi như rất là thờ ơ trong cái chuyện vợ chồng. Em nghe một vài người bạn nói á thì cái nhu cầu của người phụ nữ thì có thể là nó cao hơn đàn ông. Nhưng mà em nhìn thấy là vợ của em hình như không có nhu cầu đó chị ạ. Đang rất là vui vẻ, cô ấy nói là đi toilet. Đó, đi toilet xong á thì khi mà ra thì cô ấy nằm ngủ tỉnh queo. Thằng cẳng luôn. Ngủ một phát một coi như là không để ý tới chồng đang làm, đang chờ đợi, đang cái đó là như rất là hào hứng. Cái đó là rất là ác thành đó. Một lần em thử cô ấy á là em không đụng tới, không quan tâm tới trong vòng khoảng hơn một tháng, và mặc nhiên là cô ấy coi như là cũng coi như không luôn anh ơi. Em chê chồng em dở. Dạ không phải. Có lý do chứ chị. Lý do gì? Thì chẳng hạn như tối thì thường em cho con ngủ xong rồi em đi ngủ khoảng 11 giờ là em ngủ, còn ảnh hả cứ chơi game hoặc là xem phim gì đó tới 1-2 giờ mới lên không à. Mà lên rồi mình đang ngủ ngon cứ khều rồi cái sợ cái vậy bực mình lắm chị. Em cũng đang nói chung cũng mát, em cứ thôi đi vệ sinh ra cái mệt quá thôi nằm ngủ luôn. Nhưng mà mình đâu có nghĩ là cô ấy ngủ đâu, mình cứ nằm chờ đợi rồi trông móng này kia. Nhưng mà tại sao không chịu khởi động sớm hơn chút xíu mà để coi phim coi tivi rồi vô bà này mà ngủ rồi bây giờ mới khều không? Dạ tại nhiều khi đang coi phim hứng quá mình coi cho nó hết tập rồi mình mới đi ngủ. Thì là ông tham lam. Ông cái gì ông cũng muốn hết trơn á. Dạ. Em muốn vợ em chủ động đúng không? Thì cũng đôi lần, cũng phải đôi lần chủ động chứ. Trong cái vấn đề vợ chồng mà cứ để chồng tự chủ hoài cũng không có được.
Là có nhìn rồi rất là hay cấu gắt, khi mà giận chồng thì đâu dám nói với chồng đâu, không nói với chồng mà cứ đàn con ra mà chửi. Bởi cái tính này thật sự là em cũng rất là bực. Mình nó làm mệt cũng chết luôn, đi lên hay là 11, nhiều khi em làm một mình giờ đêm em mới lên, em mệt lắm luôn. Em lên em thấy con thì chưa tắm rửa gì hết. Cha thì cứ ngồi chăm chăm cho máy tính hoài luôn. Cái em mới tắm cho con mà nó quậy nữa, em bực mình em chửi em đánh đó con. Những lúc nhưng mà cũng đâu nói với em đâu, lôi con ra chửi rồi đánh đó. Tại vì mà lý do là sao mà em không chửi thẳng ông này mà em lại giận gái chém hết? Tại vì em có nói với ảnh là anh ơi tắm cho con giùm em cái này kia, mà ảnh cứ không chịu tắm, cứ ngồi hoài vậy. Kiểu mà ảnh nói với em á là em từ giờ trở đi em đừng có bao giờ mà cứ cằn nhằn nó đi nó lại với anh hoài, cho nên em cũng không dám nó đi với lại với ảnh, cứ nhờ ảnh mà không làm thôi, em lôi con. Mà nếu mà nó đi nó lại hoài bộ ổng sực em hay sao mà em không dám? Tại giữ vậy, mà dạ, dạ không phải em giữ mà tại vì cái tính tao đang hỏi bên này mà tao hỏi bên này lấp liếm gì cái này cái kêu là cả vú lấp ảnh vợ nóng tính lắm anh, nóng tính mà có khi nào động tay động chân với em vậy? Thì cũng có một lần đánh em một cái hả? Cho nên làm sao em sợ quá em dám để cho anh đánh. Lấy cái lần đó không phải là đánh đâu anh ơi, giống như là em đẩy giờ em á, mà giờ em kêu là em đánh chứ thật sự không phải. Em đẩy thôi. Đẩy không, cái... đẩy nó có nhiều cái. Ví dụ đẩy nhẹ. Đó đúng không? Thì cái đẩy này nó nặng cỡ nào? Em quẹt ngang qua mặt vợ cái thì vợ cũng ngã ngửa đằng sau, nhưng mà cũng không có đau, không có gì hết. Cặp này là mặc dù là cũng lớn tuổi rồi đó, 31 tuổi rồi, 29 tuổi đúng không? Vậy mà như là hai em bé mà ở trong nhà vậy đó. Hai người bạn tiểu học á, ở trong nhà vậy đó. Vậy là ở nhà là có ba em bé tất cả. Nhiều khi bé 3 tuổi nó chững chạc hơn hai người này. Thực ra bây giờ cái chuyện mà em muốn ở vợ em, cái điều đó là hoàn toàn chính xác. Mà chị thấy lúc chồng em bắt đầu chuyển qua cái mong muốn thay đổi của vợ đó là mặt rất là căng thẳng nha. Có nghĩa là thực sự muốn mong muốn đó à. Nhưng mà ngược lại á, thì em phải là người chủ động làm chuyện đó thì vợ em nó mới thay đổi được. Chị nói ví dụ thôi. Giờ em muốn là vợ có chuyện gì buồn chồng thì đêm nói chuyện, nói được không? Ông ôm cái game ông ngồi tới 1 giờ đêm á, rồi nó cái thời gian đâu nó nói, đúng không nè? Đó thì bây giờ em phải tạo điều kiện để cho vợ chồng có thời gian để mà nói những cái chuyện. Thì sau khi những cái chuyện rủ rỉ thổi lỗ tai nhau nói thế này nọ là cái chuyện kia nó sẽ tới, đúng không? Có nghĩa là em làm một chuyện mà thành ra là hai chuyện, em được cả hai chuyện đó, đúng không nè? Thì đó là cái mong muốn của vợ em đó, là chồng bớt ham chơi đi, chồng để ý đến vợ con nhiều hơn nữa. Tụi em thử làm đi, rồi tự dưng cái này làm cái kia qua qua lại, tự nhiên nó xúc tác với nhau à. Là mỹ mãn thôi. Riêng anh thì anh cũng bổ sung một cái phần mong muốn em thay đổi. Đã có một lần em đã xô nhẹ vợ mình thì anh mong rằng là em hãy thay đổi đi cái tính, đừng bao giờ động tay động chân trước cái nhan sắc rực rỡ bông hoa xinh đẹp này hả? Hứa không? Dạ cái điều này thì chắc là em hứa, em rồi. Xin hứa được. Nếu mà có chạm thì nhớ nhắn anh nghe, anh qua anh chạm không lại. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Dạ em xin cảm ơn. Có đá banh với chúng nhau rồi luôn. Chính xác luôn. Hay quá, tại em là người mới đá banh. Em là đợt hình như là đợt đó anh em mình đá với Cần Thơ đúng không anh? Đá ở đình Trung An của huyện Thốt Nốt, Cần Thơ mình đó. Ở đó, cái bữa đó em nhớ là trời mưa tầm tã. Là mình đá khác đội hay là chung đội? Khác đội. Em là đội ở trên thành phố Hồ Chí Minh, đội nghệ sĩ. Về đó đá giao lưu để mà trao quà từ thiện cho bà con. À, giao lưu với đội của anh này. Dạ. Đúng không? Rồi, dạ. Thôi chị sẵn đây là có Tuyên biết thôi. Còn Vân cũng, với lại quý vị khán giả chưa biết thì là xin mời bạn giới thiệu về bản thân. Em xin chào chị Hồng Vân, chào Quách Ngọc Tiên, chào quý vị cô chú anh chị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Đức Hiền, năm nay 45 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên điện lực, công tác tại trạm biến điện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Và cái nghề phụ là YouTuber ở kênh YouTube Đức Hiền Cần Thơ, là kênh YouTube Thiện Nguyện. Đây là bà xã em. Thì em là Nguyễn Thị Kim Tơ, năm nay em 44 tuổi. Em nghề nghiệp là nội trợ. Thì mấy năm nay thì thêm một nghề phụ nữa là làm caramel phụ trong xã. Quay đăng YouTube á. Vậy đó. Dạ, quay những quen. Dạ. Hay quá hả? Là cái kênh đó mình tự gầy dựng luôn hả anh? Đúng rồi. Là không ai qua ai bảo trợ anh hết, anh tự làm trực tiếp luôn. Hiện nay thì đang được MCV Network quản lý. Kể cả bên fanpage bên YouTube luôn. Vậy là tốt quá. Dạ. Là cái lượng subscribe của mình là bây giờ bao nhiêu rồi? Dạ chị, hôm nay thì kênh của em được 42.000 sub. Trời ơi. Cái nội dung của mình truyền tải trên kênh là thường thường là cái gì anh? Cái nội dung kênh Đức Hiền Thơ là chia sẻ yêu thương, em cất nhà tình thương với lại thăm những hoàn cảnh khó khăn để mà giúp đỡ. Nói chung là thiên về thiện nguyện á hả? Thiện nguyện. Thì em cất cũng 28 ngôi nhà rồi chị. Rồi hai vợ chồng là từ dưới Cần Thơ lên đây. Dạ đúng. À vậy hả? Tụi em lên lúc nào vậy? Dạ em đi lúc 4 giờ sáng, lên tới đây khoảng hơn 9 giờ chút.
Vậy đó hả? Lên đây cũng sớm lắm. Xong chút xíu nữa là quay xong là mình đi về luôn. Dạ, thôi luôn. Không, dạ. Em tính lâu lâu cho bà xã rửa phèn cái đi ra Vũng Tàu chơi cái mà. Đi rửa phèn. Rồi. Trời ơi, dắt bà xã đi chơi dạ. Đúng không? Đúng ta rồi. Làm caramel cho ủa cái gì? Caramel, là caramel dạ. Camera. Camera đúng rồi. Camera chứ không caramel là kẹo á. Được. Dạ. Người ta làm camera cho mình á thì bây giờ mình phải có cái lại quả lại chứ đúng không? Ủa anh chị là kết hôn với nhau được bao lâu rồi anh chị ha? Năm nay là 13 năm. 13 năm dạ, rồi. Dạ 13 năm. Đúng rồi. Vậy là 2009. 2009. Dạ, rồi mình được bao nhiêu bé rồi anh chị? Dạ, được một bé, bé năm nay 12 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi kết hôn lâu vậy rồi bây giờ liệu có nhớ được một chút xíu gì cái lần đầu tiên mình gặp nhau không? Dạ. Mình nhớ chính xác. Có nhớ những cái đầu tiên là... quan trọng lắm. Ờ được, nó, có nhớ được nó, là nó cũng ấn tượng ở trong đầu cái em. Ở hoàn cảnh nào mà mình gặp nhau không? Dạ nhớ. Nó cũng ấn tượng dữ lắm luôn á. Đâu chia sẻ luôn đi. Anh chia sẻ chứ. Đây em chia sẻ cho. Tại vì là cái lúc đầu á, giờ chị Vân biết sao là nó ấn tượng không? Tại vì ảnh xấu dữ lắm, em không có chịu. Em không bao giờ chịu, xấu trai dữ lắm. Mà ngày xưa cũng đen vậy luôn hả chị? Xấu lắm, bây giờ là đỡ đỡ, cũng như làm thể như làm thiện nguyện lâu ngày tâm sanh tướng hay sao chị? Em thấy rõ rệt luôn là tâm sanh tướng, chứ lúc trước là ảnh, bây giờ là ảnh như mừ đi. Lúc trước anh chỉ có 4 năm thôi hả? Trời ơi xấu dữ vậy luôn. Trời, xấu dữ lắm. Trời ơi, trong mắt bả mà em xấu dữ xấu vậy dữ sao? Lắm. Em nói chị đen xì à. Lúc đầu á là em á thì nhà em thì kinh doanh buôn bán, tối ngày thì em bán xong rồi em ở nhà với mẹ em không à, em không có đi đâu hết trơn á. Rồi cái em đâu có để ý tới ai ngoài đường, nhưng mà mấy người thanh niên thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Hồi xưa á mấy bà xưa nói mày có chồng mày lựa nghe, chứ để mà không phải mày khổ. Mà mình cũng lựa lắm, mình không có để ý, mình để đi tùy duyên đi. Thì ông anh của em á là ảnh hay đi đá banh, anh mà anh bà con chứ không phải là anh ruột. Thì đá thì anh này không biết anh có ý đồ hay là sao thì em không biết. Ảnh cũng xuống cái sân banh ngay chân cái nhà của em, là nó có sân banh trước cổng lộ á, thì em đi chợ đi về đó. Em đâu có để ý, em đâu có biết đâu, mà ảnh thì để ý mình không biết. Đó. Cái nhờ ông anh ổng xin số điện thoại. Em không cho, em nói trời phiền phức lắm. Nhưng mà chị hỏi nè, em gặp ảnh ở đâu lần đầu tiên mà em ấn tượng? Em chưa gặp, để em kể chị nghe. Trời, nó bi đát. Vậy sao biết người ta xấu? Chưa, để em kể chị nghe rồi em mới biết, chị mới biết nó xấu đến mức độ nào. Cái xong cái đầu cái xin số điện thoại, cái em mình cái lòng mình không có cho số điện thoại, nhưng mà cái tâm của mình thì nó tò mò. Tại vì biết cái người đó người ta xin số điện thoại mình, tại sao nhiều người ta cũng xin số điện thoại, người ta cũng đẹp trai đúng rồi kia, sao mình không tò mò? Cái mới tò mò, ông anh ổng nó xin tao hoài mày ơi. Cái em mới tò mò thì người ta chỉ, thì ổng ngồi chằn dần ở trong cái sân banh đó, chứ đâu sân banh ngoài đầu đường nhà em á. Em nhìn nó nói trời ơi ông nội này ông xấu dữ vậy trời. Mình mới không có cho số điện thoại, mình gặp ông xấu dữ lắm, em không có chịu nghe, đừng có cho số điện thoại nha. Mà ông biết ông mò ở đâu ra mà ông tìm được số điện thoại của mình. Cái ông mới điện. Ông điện cái gì thì mình biết ông là tên Hiền rồi, thì ông nói ông tên Hiền thì mình biết ông tên Hiền rồi, mình cũng biết ông rồi. Thôi anh ơi, em không có chịu quen. Mình cũng tìm cách để từ chối được kia mà ông cứ điện thoại hoài mà mình không có quen. Đó. Thì em thấy cái mặt ông rồi là em không bao giờ quen, ông xấu dữ lắm. Em nói thẳng là ông xấu dữ lắm, nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên của em đối với anh Hiền là quá xấu. Dạ quá xấu. Và không đồng ý để quen con dạ, người đúng này rồi. Rồi bây giờ còn em anh nhất thiết đó, là em không quen luôn đó. Năm đó em bao nhiêu tuổi? Em năm đó là cũng 30, 31 vậy rồi. 30, lúc anh 30, em 29. Ủa, vậy là cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy giờ năm. Đây là bốn mấy. Còn em sao mà em gặp cô này lúc nào? Không, cái lúc em... anh gặp em là chỉ mới có 26 qua 27 tuổi. Ảnh còn đi học rùm lum chân. Mà cái duyên á chị ơi, cái duyên nó duy trì tới sao mà cái duyên gặp nó duy trì đó, đúng không? Dạ đúng đó. Rồi đôi đôi hiền hiền là, em cũng chia sẻ cho chị Vân với cô chú khán giả được biết nha. Thì cái năm 2008 á, lúc đó là em 29 tuổi đó, thì thấy cái mình làm công tác ở trạm biến điện đó, thì cái trạm biến điện nó thường thường ngay ngoài lộ. Chiều thì mình ở trong cơ quan trong trạm luôn. Đó, thấy bạn cái chiều có người đi chạy ngang mà thấy đẹp gái lắm. Đi xe đạp hay là không, đi chạy Honda, nó đi Honda. Tại chiều là cái chị này đi lấy tiền thịt á, đi bán thịt heo mà. Cái chiều chạy qua thấy đẹp. Cái mình hỏi được lần nó nhà nó dưới Bông Giang đó. Ngay sân động hút đốt giờ đó. Sao không anh từ chỗ anh làm cách chỗ đó sao? Cái mấy số à? À. Đó, từ mình ở gần cái bến đò Trung Kiên, dạ. Nhà cô này thì ở chỗ trạm cái sân banh thốt nốt giờ đó, Ngọc Tuyên biết đó. Thì nhà trong nó luôn lúc trước chưa sân banh đó, thì chỉ có sân cát thôi, nhưng mà anh em đá, nghe nói trong đó cái mình cũng mò vô, cứ thôi thốt rồi thốt mình cứ xuống, mình xuống dưới tới đó luôn, mình đặng mình tìm hiểu thêm, rồi đặng coi bả chạy qua chạy lại vậy đó, rồi xin số thì cái ông anh cuối cùng không cho, là cái cô này cho ông kia, ông anh rồi anh cho mình lại, thì lúc đầu cũng nhắn tin điện thoại rồi đó, rồi cũng làm quen xong rồi rủ đi chơi nào không chịu đi. Rồi sau này không biết làm sao rồi mình cũng nhắn tin vậy đó, rồi cái thời điểm đi học trên thành phố là năm 2008 đầu 2009
Rồi Tết á, em về đó em mua bông tặng đó, rồi đầu tự nhiên cổ cảm động có bông mà tặng bông, mà tặng bông dữ lắm chị, tặng bông mà bông gì, bông 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 gì tiên tiên mà cái mà cái xíu, bông xíu. Mà Tết nó vậy là người ta bán chân Tết hồng, hồng tiểu muội, hồng tiểu muội vậy đó. Đúng rồi, em tại em đi học về, thời điểm đi học về đúng là gần Tết mới đi học về. Giờ để chị sâu chuỗi lại nè, chứ để nhiều khi khán giả bị mình rối. Chưa hiểu ha. Khán giả bị rối. Dạ. Có nghĩa là hồi lúc mà em còn đi học là em đã biết cô này rồi đúng không? Không, em học là em học nâng cấp của trước em đó. Trước đó em làm đó là đã biết trước, rồi. Trước đó là dạ, em đã biết cô này rồi. Đi làm mới biết. Dạ. Đi làm ở điện lực là biết rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Trước đó là biết rồi, rồi sao mà anh mới đi học? Em không có nói chuyện qua lại. Chị hiểu rồi. Đây nè, chị mới đang nói là hai giai đoạn nè. Trước đó là Hiền đã biết em rồi. Dạ. Mà đã thích em rồi, dạ. Đã thấy em đẹp rồi, dạ. Đó là cái cảm giác của Hiền là khi dạ. gặp em dạ. là chị biết đây là một người con gái rất đẹp mà dạ. mình phải tìm cách mình mò mẫm, mình đeo đuổi dạ, đúng, dạ, đúng dạ, không? Dạ. Còn em á là cảm giác đầu tiên gặp anh này là anh quá xấu và em không bao giờ em nghĩ là em sẽ tâm. Quen anh này. Dạ, em không quan tâm. Đó, nhưng trời xui đất khiến, có nghĩa là ông này ổng quá là dai dẳng đi, dạ. đúng không? Đúng. Qua thời gian đi học xong rồi dạ. á là đáo hạn trở lại là vẫn tiếp tìm tục cách nữa. Đeo đuổi em. Tiếp tục dạ, nữa. Đúng. Rồi xong em cũng tò mò, dạ. đúng không? Dạ. Xấu quá mà sao đeo dữ vậy? Dạ. Tò mò. Tò mò. Rồi cho cái số điện thoại dạ. cho ông anh đúng không? Dạ. Rồi ông anh mới cho Hiền cái số điện thoại của bạn này. Rồi nó tình cảm nảy sinh. Đó, nhưng mà giờ anh lúc mà anh đeo đuổi chị, anh biết là chị không thích anh không? Biết, cứ nhắn tin nhiều khi mà không muốn trả lời nữa. Xanh lì vậy? Mà lì hoài, mà người ta nói là nhất cự ly gì tốc độ gì. Anh chị lắm, đó. Em điện thoại một mười cái em nói chị là thôi đi, hoài đó. Không dạ. hoài mà em nói đừng có nói nữa, gì đúng rồi, không em không có chịu. Nhưng mà lúc đó Hiền không? Là Hiền lành không hay là cái nét thì rất là Hiền, nhưng mà quậy lắm, quậy nhiều gái theo không? Em nói chị gái thì em không có để ý, em không biết. Nhưng mà tật xấu rất là nhiều. Ủa anh nói chung là để phần 2 kể tật xấu đi. Còn dạ. bây giờ là để ví dụ như là lúc đó là em anh này là ảnh thuộc loại đàn ông hiền lành, dạ. ngoan ngoãn, dạ. hay là quậy, dạ. đó, hay là ăn chơi, dạ. thì anh này là thuộc tiếp người nào? Nếu chị biết gì về ảnh nhiều chơi. Chứ? Ăn chơi dữ lắm. Chị đã biết về ảnh rồi. Tìm hiểu. Dạ, như cũng phải tìm hiểu, tại vì mình lúc đó mình cũng độc thân mà mình phải tìm hiểu coi có phải bến bờ không. Ăn chơi như lắm mình chị. Tìm ăn hiểu chơi, ăn chơi dữ lắm, nói chung dạ. là tứ đổ tường á. Cái gì cũng chơi luôn. Cái gì cũng biết hết. Vậy sao đâm đầu vô cờ bạc banh bọng. Thì đó, bởi vậy mới nói cái câu đó là em không biết sao mà đâm đầu vô chi. Nghiệp của chị. Có thể chắc nói nghĩ, là nghiệp. Chắc nghiệp quá. Cha mẹ bên vợ em không có đồng ý luôn. Cũng như là lúc không đầu quen á, lúc đầu quen là cha mẹ đã không chịu rồi. Thì cũng như anh hẹn đi chơi hoài à, mình không có chịu thì cũng như mà con gái trong nhà mà nếu như mà cha mẹ không phải tìm hiểu thôi. Quen đó thì cha mẹ điều tra thì không được thì không có cho quen. Đó. Giờ cái lần đầu tiên ảnh hẹn đi chơi là em không có cho gia đình biết. Là nó nạo ngay đi chơi đó là ảnh hẹn đi ca nhạc không? Ở nhà văn hóa Thốt Nốt á. Là coi cả nhà. Có nghĩa là cái điều gì ở ổng mà em chấp nhận em đi chơi với ổng vậy? Dạ, không, em nói gì nữa nè, em nói trời ơi mình thấy anh nói chuyện thiệt tình của mình thử đi. Mình thử mình đi với ảnh đi, mình đâu có chết chóc gì được thì quen được thì thôi. Chết nói chết gì đó, tò mò đó em ơi. Mình phải tò mò, mình phải thử mới được. Rồi xong cái đi coi ca nhạc mà trong đó nó tối nhưng mà vẫn nhỏ cháu theo nữa. Vẫn nhỏ cháu nữa đúng không? Nhỏ cháu cũng 12 tuổi. Đó, nhỏ cháu gái á. Thì vô trong coffee nó nạo ngay nghe, ảnh cũng tìm cách tấn công mình lắm. Ảnh thò nắm tay rồi kia mà mình không chịu, mình nắm tay là dữ lắm rồi chứ mà má nó nắm tay đừng có cho gần gũi cho nghe, mình không cho nắm tay nữa. Nắm thì mình cứ gịch gì hoài mà họ không nắm cứng gì luôn nè. Đó, giờ cái xong cái lần đó đi cái mình cũng để cho qua đi. Cái xong cái kế tiếp sao mà nó cứ ấn tượng trong người hoài, chắc độ cái nghiệp hay là cái duyên thì em cũng không biết nữa. Rồi tại vì lúc đó ảnh cờ bạc quá, ảnh như kiểu ăn chơi đó. Có nghĩa là ông này là cờ bạc nè, dạ. Có rượu chè không? Vũ chè anh không, trận ly hay ly anh quẹo rồi. Ly hay ly là ngoéo ngoéo rồi nhỏ xíu. Có cờ bạc rồi có cá độ không? Thì đó dạ, chị, nói chung là tứ đổ tường rồi đó chị. Có bị đổ nợ không? Dạ đúng đó rồi, luôn. Có. Vậy luôn, em biết luôn. Dạ hả? Biết luôn, em biết luôn. Bên vợ em nói mà chị gia cảnh của ông rất là nghèo. Ủa gia đình nghèo lắm hả chị? Nghèo lắm, nghèo trên chữ nghèo. Sao em biết? Sao em biết ảnh nghèo? Có gì nhà chơi? Cũng như là em quen ảnh xong rồi đi chơi vài lần thì em thấy ảnh cũng như là bị xã hội coi thường. Bị xã hội coi thường. Cái đó thì nó vô trong cái tâm em cái nữa. Đó, nó vô trong cái nội tâm em cái nữa. Cái cũng đi chơi nhiều lần rồi. Cái lần đó là ảnh nói về nhà ảnh chơi thì mình nghĩ như về nhà chơi thôi. Thì cái lần đó về nhà chơi nó nạo ngay mình, gia đình em cấm cản lắm, không cho quen ảnh đâu, tới nước về nhà chơi sao cho được. Đó, mẹ mới nói là không nghe. Nếu một khi mà con đã tới nhà người ta chơi, đó là nó đã giới thiệu con với gia đình. Đó. Thì trong bụng lúc đầu là mình nghĩ nó có làm sao đâu, thì mình tới đó không được thì thôi, chứ cũng như là mình đi chơi với một người bạn đó chứ có gì đâu. Giờ cái xong cái đi vô trong nhà anh chơi. Vô nhà anh chơi thì thấy gia đình quá trời luôn. Nó kêu bằng là mình vô đó mình thấy là cái nội tâm của mình
mình yêu ảnh nhiều hơn, mình đứt ruột, đứt ruột luôn đó. Nhà mà hồi xưa mà nhà lỗi mà mình đắp bằng đắp với gơm á, chị Vân nhớ không? Đắp với gơm mình đắp luôn, mình đắp lên cái miếng cây tre á, đặng mình dựng lên ở á, nó rất là nghèo luôn á chị. Nhưng mà 6 anh em lận. Vậy là lúc đó là nó là tình yêu hay là tình thương hại? Cái đó lúc đó mình cũng chưa, nó mình thấy vừa thương ảnh mà thương, tội cho ảnh thấy... chưa có vô tình yêu nữa. Dạ. Như cái tình là thương mình, mình muốn thương bảo đó. Bọc ảnh luôn vậy đó. Giờ cái đi vô thấy rồi xong về cái em lại yêu thương ảnh nữa. Cái trong thời gian tìm hiểu thì ảnh cũng trước đó ảnh cũng đã có đeo đuổi một người con gái luôn. Mà bên nhà người đó nói là ảnh làm sao mà lo cho con người ta được mà ta gả. Ta trừ tối thẳng mà ta còn khinh thường nữa chị. Cái em mới thấy vậy em mới nói không được. Thấy ảnh tội quá. Nhưng mà thời gian nó nảy sinh tình yêu lúc nào thì tới giờ em vẫn chưa có khẳng xác định được luôn á. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng. Em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta mà phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được. Đó. Không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Cái em mới nói là thôi bây giờ mình phải là cũng như mình trong lòng mình làm thể như là mình phải yêu thương ảnh vậy đó. Cái từ bảo bọc ảnh dạ, đúng tự, tự nhủ với lòng mình tự nhủ với lòng luôn em. Dạ. Vô em tự nhủ với lòng là ảnh phải được và sẽ được hơn nữa để cho dạ. người ta biết là ảnh sẽ được chứ không phải là đồ bỏ đi. Dạ. Mà lúc đó thì nhà em sao, nhà em là giàu không hay là... Nhà em thì kinh doanh, nói chung thì ba mẹ em cũng kinh doanh cũng nhà nói chung cũng khá giả. Dạ. Cũng nhiều cũng khá giả. Dưới quê mà bán thịt heo là khá lắm dạ. đó chị. Dạ. Nhà em thì dạ. con hồi xưa thì cha mẹ là huấn luyện như là quân đội vậy đó. Nói chung là tự lập tự cái gì cũng tự hết rất rồi, là giỏi nha. Rồi lúc mà em trốn trốn nhà, tức là nhà không có cho em quen với ảnh. Dạ. Rồi tới lúc mà nhà biết em quen với ảnh thì sao? Dạ thì cũng lúc phản đối dữ lắm. Nhưng rồi. Mà tới lúc mà em chọn ảnh là mẹ em có nói là cha mẹ nói là không được nha. Thì em mới nói là dạ thưa cha mẹ, thì cái hạnh phúc là do con lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn đó, thì con lựa chọn con sẽ chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc của mình, dù sau này hay sau nữa nó có vấn đề gì tự con sẽ gánh lấy. Không để cho cha mẹ phải là buồn lòng đó. Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà em cũng ráng bảo toàn. Nhưng mà ảnh cái tật ảnh nặng lắm. Tật gì? Ảnh nặng lắm thì cờ bạc đó. Hứa anh hứa được nhưng mà anh hứa nhưng mà không bao giờ làm được. Hứa hoài năm chìm bảy nổi, em nói chị là bị hoài luôn. Là cứ chơi xong rồi trả nợ rồi lại bể nợ thì cứ làm gì hoài luôn đó. Nó như là mình không có được cái lối thoát. Rồi nhưng mà giờ hết chưa? Bây giờ thì dứt hẳn chưa? Dứt hẳn năm 2019 hai chồng em phải đi ra tòa luôn. Lý do là vợ của em là nó muốn ly dị cho em tự em suy nghĩ lại. Và thật sự là em đi ra lên tòa, em ra nhà trọ em ở luôn. Nhà cửa thì để cho hai mẹ con ở. Em ra nhà trọ là trong vòng khoảng một năm sau là em tự nhủ bản thân là phải thay đổi. Nợ em giảm xếp trả hết. Thì sau đó em mới làm cái kênh YouTube để làm quay chơi cho nó bỏ cái ngày thời gian mà nó để mình suy nghĩ tới vấn đề mình đi cờ bạc. Rồi tự động cái em quay những hoàn cảnh khó khăn lên, tự động có cái Mạnh Quân gửi tiền cho em, cái em đi em mới giúp cho bà con, cái tự em thấy em vui đó. Chị nói em á, đổi em cái đam mê này thành cái đam mê đúng đó. Nó như là thì có đó. Một sự sắp đặt trùng hợp với chị cũng như là mình muốn ảnh quên cái đó thì mình phải dẫn ảnh đi sâu vào cái khổ để anh biết cái khổ, ảnh sẽ tìm ra cái chân lý của cuộc sống. Mình làm như thế nào thôi, tôi sống là tốt trong vòng một năm sau là hai mẹ con lên rước em về đoạn năn nỉ vậy luôn. Ủa mà em đang thắc mắc là gia đình của anh rất là khó khăn. Đúng. Và lúc anh cưới vợ chị về á là chị ở chung nhà bên ba mẹ bên anh em bên đó là anh sao? Ở bên vợ. Ở riêng. Anh ở riêng bên có vợ. Có nghĩa là ở trong vợ nhưng mà cha mẹ vợ cho miếng đất, hai chồng mua đất riêng. Nghĩa là bên vợ là lo cho mình. Dạ. Nhưng mà lúc đó là khi hai đứa mà về cưới nhau được mấy năm thì có con. Năm sau có. Một năm luôn. Dạ đúng một năm luôn. Mà trong cái lúc mà coi như là lấy nhau rồi, có con rồi mà em vẫn dạ em hứa nhưng mà em không có không làm. Dạ. Cứ trả đầu này thì có nhiều lúc em vay tiền sao đen, vay tất cả tiền trên app, tiền nóng từ này. Tiền nóng trên app điện thoại này, tiên biết này, trong cái mà Facebook này nọ. Cũng dính trên đó luôn. Dính luôn. Bây giờ không có dây tiền đâu để mà đắp đầu này, đắp đầu kia rồi lúc em. Nhưng mà rồi em có nhớ hai chồng có nhớ được là coi như là đổ nợ là hết cỡ bao nhiêu không? Có đoán được, có ước em đoán không? Thì nó chiếm hàng tỷ luôn á chị chứ. Vợ em trả trăm. Đứng ra trả rồi. Những cái số tiền nợ đó là chị trả. Đứng em trả luôn. Trả ra nhưng mà cuối cùng mình cứ trả hứa rồi thì anh cứ ấy, cũng như là xe nhà thì anh mượn chạy đi cầm. Cầm xe. Cầm xong mà không cho em biết cái chỗ em chuột luôn. Đó, thì em phải tìm tòi ở đó em chuột xong ảnh vẫn mượn xong vẫn đi.
giờ tiền mấy cái người mà tao cho mượn mình trả rồi, mình nói mấy anh mấy chị thương giùm em khổ lắm, em thức đêm thức hôm em mằng, hãy cho ảnh, đừng có cho ảnh mượn nữa, phải chi ảnh ngưng chơi á, thì mình cho ảnh mượn trả đi rồi mình ngưng chơi mình trả cũng không nói nữa. Còn này mượn hoài rồi lại chơi rồi lại trả rồi lại chơi đó. Thật sự không có lối thoát, không có lối đi ra. Đúng, đầu tiên là chỉ biết đi coi đá banh cá 100-200 thôi, sau này cái mình đá là nhiều, cái thua đá banh cái phải kiếm đường đi đá gà, đặng mà chợ kiếm tiền đá banh mà đi đá gà trong vườn gà có tài xỉu. Rồi trời xỉu mới từ sáng đi thua rồi chiều về quýnh số. Nó cứ dây mình lẫn hoài, lẫn cứ lẫn không có dạ. Vòng nào hết. Nhưng mà lúc đó em làm nghề gì để mà nuôi thì con? Em kinh doanh buôn bán đó. Bà xã em là bán thịt heo em đó. Lúc là em vẫn cứ, tức là khi tách ra rồi em vẫn làm cái đó. Dạ. Cái em vẫn làm riêng, mình không có làm chung với nhà mình luôn. Dạ. Tách riêng ra một cái. Tách riêng em làm để mà kiếm sống luôn, tại vì ảnh như vậy rồi mình phải bươn chải. Còn cái lương của em thì em vẫn lãnh bình thường, nhưng mà nhiều tháng lãnh lương không đủ tiền đóng tiền lời. Sao đủ? Cho người ta ăn cái kiểu đó sao đủ? Triệu 10.000. Trời ơi, triệu tiền ngày á anh, triệu 10.000. Bây giờ không mắc có đường không chứ, phải có nhiều lắm. Lúc mình suy nghĩ cái cỡ nào anh cũng vậy mượn là bạc, chứ bạc, miễn 30, sao là được tháng, sao tiền tháng đó thôi. 300.000. Có từ lúc mà thời điểm hai chồng mà ly hôn ra nha, lần em lên trên nhà trọ mà ở một năm trời đó, là em đối diện với sự thật hết. Thằng nợ nào em cũng đối mặt hết. Tại lúc trước nó lại nó kiếm như con chó mà trong nhà mình, nó lại nhà kiếm mình trốn trong nhà không dám lên tiếng. Cảm thấy vợ con, vợ bà xã nói bây giờ tôi ông ly dị tôi hết chịu nổi rồi. Ông làm gì hoài, tôi mặt mũi nào rồi tôi ở xóm làng để mình thấy mình cũng đúng. Và đối với cái đồng nghiệp của mình, Tuyên biết không, nhiều khi người ta đang uống cà phê, đồng nghiệp nha, mình thấy bé mình thấy mình đi lại thôi là người ta tự động người ta đứng vậy. Sợ né. Sợ mượn tiền. Em hiểu. Né mình luôn á, người ta khinh thường tới mức độ vậy đó. Rồi lúc đó em sao? Em đau khổ, em tuyệt đau khổ lắm. Em tuyệt biết vọng là lắm, em dữ lắm. Tại vì mình đã nói với cha mẹ mình, tại vì nhà của em với nhà của mẹ em nó cách nhau có mấy cái nhà. Mấy chục mét hả? Mà lúc mà em lấy ảnh là đã biết là một cái thành phần xấu trong xã hội rồi. Mà em cố, em nói phải là đứng ra bảo đảm. Đó, mình đã lựa chọn cái hạnh phúc của mình thì mình phải chịu trách nhiệm. Mình không có phải mình phải cam chịu, mà mình phải làm sao khắc phục để mà bỏ. Mà em thì em làm đủ thứ, nói chung là em chỉ là công việc. Rồi về nhà em chỉ lo trong nhà đâu đó đàng hoàng để chung mình làm mọi việc để chồng mình thấy, để chồng mình có thể là sửa đổi. Nhưng mà không bao giờ sửa đổi. Cứ mang cái tánh nó hoài hoài quỷ cho đến một cái lần cũng không biết bao nhiêu lần là bỏ đi rồi lại về, bỏ đi rồi lại về. Em buồn quá em bỏ đi thì ảnh lại đem đứa con ra đi kiếm em thì về, thì em thấy tội quá em về. Mà không biết bao nhiêu lần đó chị. Năm 2015. Rồi tới một cái lần cuối cùng là năm 2015 đó. Đó là em mới quyết định là thôi bây giờ chia tay. Chia tay đường ai nấy đi, con đường anh đã chọn, tự anh chọn thì anh phải chịu trách nhiệm. Nó nói bây giờ anh đi theo con đường của anh, em không cản nữa. Tại vì bên đây là vợ với con không chọn mà đi chọn con đường đó, mà đã biết bao nhiêu lần rồi chọn thì để cho anh đi đó. Rồi khi mà ảnh đi ra ngoài người ta khinh bỉ, người ta cái này cái kia cái nọ, người ta nói vợ đẹp vậy đó, con ngoan vậy, gia đình vậy đó, tại sao em không giữ chọn. Người ta gặp người ta xa lánh ảnh ta này kia, cái con người ảnh sẽ sửa đổi. Đó, sửa đổi từ từ dần rồi cảm thấy nó tốt hơn. Nhưng mà cái lúc mà khi mà em đeo đuổi vợ em á, mãi xong rồi em mới được cổ chọn em, là cổ chọn em, có nghĩa là cổ đã chọn hạnh phúc cho cổ rồi. Yeah. Mà đúng là cô vợ là chọn hạnh phúc xong rồi á, là chọn yêu thương để mà cảm hóa đó, yeah. Đúng rồi, để mà cảm hóa, yeah, chồng mình đó. Không. Thì tại sao cái lúc mà em đã được cái người vợ mà mình mong muốn rồi mà em vẫn không buông được cái kia hả? Không buông được gì. Không buông. Em biết lý do sao? Sao kỳ vậy? Cái lúc quen ảnh á, em thấy nhà ảnh nghèo, ảnh nợ nần, ảnh có thể tự ti đủ thứ này kia, cho nên em mới nói là mấy cái thứ đó anh lo thì thôi, để bây giờ em lo. Em sẽ lo cho anh để cho anh không còn cái để mình khi kiếm cái đồng tiền để mình bù vô cái đó nữa, nhưng mà ảnh vẫn không. Nhưng mà chị hỏi em là rồi sau khi mà em bắt đầu chuyển qua cái YouTube á, để em đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích thú với công việc đó, và những cái hoàn cảnh thì thường là như thế nào để mà nó đánh động cái cảm xúc của em để em có thể từ bỏ được cái gọi là gì, cái tệ nạn á mà em đã bị vướng vô á. Dạ thì trong cái năm 2019 hai chồng em chia tay, em ra ngoài nhà trọ mà ở, thì lúc đó là em hứa với bản thân rồi, giờ không còn gì rất sợ cái gì để mà sĩ diện gì nữa rồi. Bây giờ thì nợ thì em cứ dàn xếp lại anh Tiên ơi, giờ tôi làm tôi thiếu anh 10 triệu, tôi làm tháng tôi trả anh 1 triệu đi. Mà tôi còn trả nhiều người lắm. Mà chị Vân ơi, tôi thiếu chị 7 triệu hay cho trả anh tháng 500. Chị A, chị B, chị C. Mỗi một tháng lương em giữ lại chỉ có 3 triệu bạc thôi. Là em trả hết trong vòng 1 năm trời. Em trả hết. Mà thì lương em lúc đó làm tháng được bao nhiêu? Khoảng tầm 11-12 triệu. 11-12 triệu. Dạ. Trả hết. Rồi sao nữa?
Thì cái thời điểm một năm trời em trả cũng muốn hết nợ rồi. Thì lúc mà em đi quay hoàn cảnh khó khăn, người đầu tiên em quay là ở trên Trầm Mã, ở trên cầu Phú Nốt á. Tự nhiên em thấy có một cái chị gửi cái tiền vô, là không có để bí danh gì hết, là chỉ để là giúp đỡ cho cô Hầu bán vé số thôi. Thì em đến lấy anh trao cho cô đó, mình mừng lắm. Mình thấy là mình làm được cái điều tốt, đúng, đúng không? Đúng rồi. Mình cảm thấy như mình cảm quá bản thân mình. Cái đó là lần đầu tiên của ảnh luôn đó. Chị hiểu cảm xúc của em rồi. Tức là từ trước á, khi tức là cả một cái khoảng thời gian từ trước khi có vợ cho đến sau khi có vợ, sau khi có con rồi, thì bạn Hiền á, là bạn cảm giác là bạn chưa đem lại một cái không một cái hạnh phúc cho bất kỳ một người nào cả, đúng, kể cả vợ con mình. Chính xác vậy. Đúng không? Rồi sau khi á, mà em cảm nhận được cái điều mà em mang lại cho người ta, nó không những chỉ là hạnh phúc mà còn gần như là một cái niềm vui của mình. Cái tức là cái mà em đem lại cho cái gia đình chị Hậu đó đó, không những là hạnh phúc mà nó là cả cuộc sống của người ta. Cái kiểu mà cái cảm giác mà em em được cưu mang, em được bảo bọc một cái cá thể khác á, thì tự nhiên nó đánh thức cái người đàn ông ở trong em, cái người đàn ông đầy trách nhiệm ở trong em và cái trái tim của em. Cho nên là em thay đổi là cái đó. Tại vì em á, là vì khi mà tại sao là với vợ thì chưa có được cái điều đó là bởi vì sao? Khi mà Hiền đến với em á, Hiền thua em về rất nhiều thứ. Đó, và Hiền cũng đã chịu những cái mà cấm cản rồi coi thường từ gia đình vợ, từ những mọi người xung quanh. Gia đình áp lực với anh. Đúng rồi, cho nên là Hiền chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đem lại hạnh phúc cho em. Cho nên là cái mặc cảm đó, cái trái tim đó nó chưa mở ra được. Cho đến khi mà gặp một cái hoàn cảnh khổ hơn mình, yếu đuối hơn mình, thì Hiền làm được cái điều đó là tự nhiên cái trái tim nó thức tỉnh, em biết không? Là cho nên là bây giờ bạn này là bạn mở luôn, mở lòng, mở trái tim và nó khơi gợi cái người đàn ông đích thực trong người bạn Hiền. Xoay 180 độ luôn. Tại em nói chị Dân nghe là nếu mà cái vị trí anh Hiền, khi mà cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi á, nếu một người xấu ém số tiền đó để lấy tiền trả nợ hay làm cái gì cũng được, nhưng mà cái phần con người của ảnh á, phần tốt trong người ảnh còn rất là nhiều, và ảnh cầm cái số tiền đó ảnh tặng là một cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì từ đó giúp ảnh thức tỉnh được mọi thứ. Thì bởi vậy cho nên á, qua cái câu chuyện của Hiền á, thực sự á, là Vân cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là ở trong cái cuộc sống này á, thực ra mỗi một con người là một cái cá thể độc lập. Họ đều có, tức là mình có cái gì thì họ có cái đó, khối óc, trái tim. Thì là đừng bao giờ nghĩ là mình hơn người ta. Có thể ở một cái giai đoạn này á, mình hơn người ta về một khía cạnh gì đó, nhưng mà không thể là suốt đời. Cho nên đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là coi thường những người xung quanh mình, nếu như mà họ không có được cái tấm áo đẹp như mình, họ có được một cái xe sang như mình, hay là họ có được một cái nhà lầu giống như mình, đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Một ngày nào đó khi mà cái cơ hội đến, khi mà xung quanh họ có những người hiểu được cái tiềm ẩn của họ, thì họ sẽ trở thành một con người khác. Và lúc đó có thể mình chạy theo họ không kịp. Đó, cho nên là Vân cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Và rõ ràng là với một cái người vợ nhân hậu như thế này thì rõ ràng là em gần như là một cái bùa đó, giống như là ở trên trời á, đưa một cái bùa xuống á, để cho Hiền bám vào cái bùa đó, bây giờ trở thành con người mới, một con người mới luôn. Đúng không? Không còn thấy Hiền ngày xưa nữa luôn. 380 độ luôn. Ở đúng sớm rồi. Thì bây giờ ai cũng nói gì hết. Anh Hiền là tính ra là cuộc đời của anh cực kỳ may mắn. Đúng. Em thấy anh rất chính là may mắn. Tuy anh sinh ra ở một cái điểm không tốt, đúng, cái vạch đích không tuyệt vời. Nhưng anh may mắn ở đây là anh may mắn có được người vợ quá bao dung. Thực sự là nãy giờ em nghe kể là em không hình dung ra một người như anh nha, vừa xấu, vừa nghèo. Đen. Vừa ăn chơi, đen, cờ bạc, đen đúa, xấu là xấu lắm vậy. Đó, 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 là xấu. Nhưng mà một tiểu thư có thể gọi chị đó, là tiểu thư ở dưới rất đó đi. Là đẹp luôn. Chị vẫn chấp nhận, chị bỏ hết tất cả mọi thứ để mà chị cảm hóa ảnh hết lần này tới lần khác. Ngay từ đầu là đã người ta không chấp nhận được rồi. Không chấp nhận. Đến lúc cưới về vẫn tiếp tục cờ bạc, chị vẫn chấp nhận, chị bao dung và để cuối cùng cảm hóa được anh Hiền là một người như thế này, thật là anh may mắn lắm luôn đó. Đúng, chính xác. Thật sự là Đức Hiền cảm thấy rất là may mắn khi mà được có được người vợ như thế này. Rồi, bây giờ thì ổn rồi. Bây giờ thì có nghĩa là cái công việc của em á là hoàn toàn là công việc cực kỳ có ý nghĩa, đúng không? Cả hai vợ chồng luôn. Đó, thì thôi sẵn đây á, là lúc mà em kể tiếp luôn cái tật xấu của Hiền lúc mà em về làm vợ Hiền đi. Dạ. Ngoài cái cờ bạc rượu chè ra, còn cờ bạc thôi ha, chứ đúng không rồi, có rượu chè. Không, cờ bạc. Cờ bạc.
Có gái gú không chị? Cờ bạc gái gú thì em không biết, tại vì lúc đó em cũng không có tìm hiểu được nhiều nữa cho nên em không biết gái gú nữa. Rồi em thấy chỉ là nói là cờ bạc thôi, cờ bạc mà trong cái cờ bạc thì nó tứ đủ tường vậy đó. Ừ, đó, coi như em nói thiệt, gái là mỗi mình chị là xui nhất rồi đó. Thôi, coi như bây giờ ngoài cái tật xấu là tứ đổ tường ra thì còn cái tật xấu gì nữa? Ảnh thì cái lúc trước khi quen á thì em nói chị đàn ông thì